liệu tình duyên của người không có đường chỉ tay hôn nhân có lận đận xem đường chỉ tay hôn nhân ta biết đây là đường chỉ tay nằm ngang ở phía dưới ngón út đa phần đường chỉ tay này khá mảnh và ngắn trên thực tế mọi người thường có từ một tới hai đường hôn nhân nhưng có người lại không có đường nào vậy những người không có đường chỉ tay này sẽ có đời sống tình cảm hôn nhân ra sao xem đường chi tay hôn nhan một đường tình duyên không thuận lợi hoặc là bàn tay không có đường hôn nhân dù là rất mảnh hoặc là đường hôn nhân rất mờ nhạt, có thể nhìn thấy nhưng không nhìn rõ, thì dù là nam hay nữ, đa số đều báo trước hôn nhân không thuận lợi, rất khó tìm được đối tượng để kết hôn. Cho dù họ có cố gắng kết hôn, tình cảm vợ chồng cũng sẽ không hòa hợp, ly hôn về sau hoặc bởi có số khác chồng vợ, mà sẽ có người mất sớm. Đường hôn nhân quá mờ cũng bị coi như không có đường hôn nhân. Người như vậy thì đường tình duyên không thuận lợi, không những rất khó tìm được đối tượng lý tưởng mà quan hệ tình cảm cũng không ổn định, về sau tất sẽ trở thành người cô độc. Người có đường hôn nhân cực kỳ ngắn cũng coi như không có đường hôn nhân. Điều này biểu thị người này có duyên ngắn ngủi với hôn nhân, thông thường đến một độ tuổi nhất định nào đó mới bắt đầu nghĩ tới chuyện kết hôn, hoặc là vì áp lực từ phía cha mẹ mới nghĩ đến việc này, vì thế tỷ lệ quen nhau do được giới thiệu là khá lớn. Hơn nữa về sau, họ cũng chỉ có một cuộc sống hôn nhân bình đạm, không thể đại phú đại quý, cả đời dư dật. 2 không có duyên với người khác giới. Dựa vào việc xem đường chỉ tay hôn nhân, người ta thấy rằng những người không có đường chỉ tay này cũng thường không quá quan tâm đến chuyện tình cảm hoặc hôn nhân. Nhưng theo nhân tướng học, các đường chỉ tay không ngừng thay đổi, hiện tại không có một đường chỉ tay nào đó không có nghĩa là sau này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có. Có thể có những người trước đây không có đường hôn nhân, nhưng do về sau tiếp xúc nhiều với người khác giới nên đường chỉ tay này lại xuất hiện. 3. Nhu cầu tình dục không cao. Xét trên phương diện tình dục, tướng bàn tay cho rằng người không có đường chỉ tay hôn nhân thường không có nhu cầu cao, thậm chí có những người còn khá lạnh nhạt. Vì thế, thái độ hờ hững, không quá nhiệt tình sẽ xuất hiện giữa đôi bên, cho dù là từ phía bản thân đối với những người khác giới, hay từ phía những người khác giới tới bản thân mình. Hiện tượng này thường sẽ thể hiện một cách rõ ràng hơn khi bước vào giai đoạn thanh niên và trung niên, bởi vào giai đoạn này, cơ hội tiếp xúc với mọi người càng ngày càng nhiều, cơ hội tiếp xúc với những người khác giới cũng sẽ tăng lên. Người không có đường chi tay hôn nhan 4. Không giỏi tiếp xúc với người khác giới. Người không có đường chỉ tay hôn nhân thường không có nhiều sức hấp dẫn với các đối tượng khác giới, hoặc vì họ chủ động giữ khoảng cách nên thường rơi vào tình trạng độc thân. Nhưng khi xem đường chỉ tay hôn nhân, có những lúc đường hôn nhân sẽ phát triển cùng với tuổi tác, về sau mới dần dần xuất hiện. Trường hợp tiêu biểu như thời còn trẻ chăm chỉ học tập nên không có nhiều tiếp xúc với các bạn khác giới đồng trang lứa, không quan tâm đến chuyện tình yêu, kết hôn khiến đường hôn nhân tất nhiên sẽ mờ nhạt. Nhưng sau 20 tuổi, do thời do thời gian tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn, họ bắt đầu nghĩ tới chuyện tình cảm, khiến đường hôn nhân trở nên rõ ràng. 5. Không có nhu cầu tình cảm Nếu như đã đến độ tuổi kết hôn mà một người vẫn không có đường chỉ tay hôn nhân, thì đa số họ sẽ có ý định sống độc thân, hoặc là giữ thái độ không quan tâm, sống ở trên đời chỉ là để hưởng thụ, chơi bời mà thôi.